Thưa quý vị và các bạn, cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ Dama Hamlin đang trong tình trạng nguy kịch sau khi gục xuống sân trong trận đấu vào đêm ngày 2 tháng 1 của giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ. CBS cho biết vẫn chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân khiến Hamlin ngã quỵ hoặc chấn thương mà anh có thể gặp phải. Hiện đông đảo người hâm mộ đã tốc trực bên ngoài trung tâm y tế Cincinnati nơi Hamlin đang được điều trị để cầu nguyện cho anh. Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Buffalo Bills và Cincinnati Bengals tối ngày 2 tháng 1. Dama Hamlin, 24 tuổi, ngã xuống đất sau khi va chạm với đối thủ trong hiệp đầu tiên của trận đấu. Các nhân viên y tế đã điều trị cho Hamlin trên sân khoảng 10 phút, bao gồm cả việc thực hiện hô hấp nhân tạo trước khi xe cấp cứu được đưa vào sân. Mạng người quan trọng hơn trận đấu. Tôi hy vọng anh ấy sẽ ổn. Tất cả chúng tôi đều đang cầu nguyện cho anh ấy. Họ cần quan tâm hơn đến sự an toàn của các cầu thủ. Họ từng nói đến điều đó nhưng họ có làm thực sự hay không ư? Sự việc tối nay đã nói lên tất cả. Theo ESPN, mẹ của Hamlin đã tham dự trận đấu và cùng anh lên xe cấp cứu. Như cầu thủ đã rơi nước mắt và cùng nhau cầu nguyện cho Hamlin. Thông tin trên Twitter, Jordan Rooney, đại diện của Hamlin cho biết các dấu hiệu sinh tồn của cầu thủ này đã trở lại bình thường.